Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là bầu cử Tổng thống Mỹ, Việt Nam bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ trong thời gian tới. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Báo Tuổi Trẻ thông tin, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra đang thu hút nhiều sự chú ý trên khắp thế giới. Xét đến tầm ảnh hưởng của nước này trong các vấn đề kinh tế, chính trị, thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 31 tháng 10, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhận được đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về bầu cử Tổng thống Mỹ và ảnh hưởng của nó đến quan hệ song phương. Phản hồi sau đó, ông Việt cho biết sau gần 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Mỹ đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023 trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nước đang phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả những phương hướng về hợp tác lớn đã được nêu ra trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ. Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ trong thời gian tới để tiếp tục đưa quan hệ hai bên phát triển vững mạnh, toàn diện, ổn định lâu dài. Vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chứng kiến nhiều ứng viên ra tranh cử, bao gồm cả các ứng viên độc lập. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là cuộc đua song mã giữa ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, người của Đảng Dân Chủ đang so kè quyết liệt với đối thủ Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến trước ngày bầu cử cho thấy hai bên hoặc đang ngang bằng nhau về tỷ lệ cử tri ủng hộ hoặc cách biệt không quá đáng kể. Bạn dự đoán ai sẽ giành thắng lợi ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé!